Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, trong đêm ngày 3 tới ngày 4 tháng 5, lực lượng Nga đã có bước tiến chiến thuật đáng chú ý về phía tây bắc Abdipka thuộc khu vực Arkhangelsk. Các chuyên gia suy đoán rằng, trước sức ép nghẹt thở của đối phương, quân đội Ukraine có thể đã quyết định rút lui để giữ gìn binh lực trong khi chờ đợi viện trợ quy mô lớn của Mỹ tới mặt trận trong những tuần tới, một giải pháp phù hợp cho nguồn lực hạn chế và có nguy cơ bị tấn công từ bên sườn. Tuy nhiên, ISVK tiếp tục đánh giá rằng Moscow có thể đang cố gắng tận dụng khoảng thời gian có hạn trước khi hỗ trợ quân sự của phương Tây thực sự đến được mặt trận bằng cách tăng cường các hoạt động tấn công và lực lượng Nga có thể thực hiện các động thái chiến thuật tiếp theo theo hướng này trong tương lai gần. Các chuyên gia cũng cho biết thêm, mặc dù quân đội Nga dường như đã tận dụng được tình hình chiến thuật có lợi ở phía tây bắc Abdiqa, tuy nhiên mục tiêu cuối cùng của họ trên khu vực mặt trận này vẫn chưa rõ ràng. Bộ Chỉ huy Moscow quyết định khai thác khu vực mà họ có khả năng đạt được lợi thế chiến thuật trong tương lai gần. Dù vậy không rõ liệu họ sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc tới Torres hay quay lại trọng tâm trước đây ở Pokrovsk, nằm ở phía Tây Bắc. Báo cáo cho biết, các lực lượng Nga đã triển khai một lực lượng có quy mô cấp sư đoàn, chủ yếu là bốn lữ đoàn từ quân khu trung tâm đến tiền tuyến phía Tây Bắc Abdipka và được cho là đang tiếp tục triển khai thêm lực lượng trong khu vực. Thông tin từ thực địa tại mặt trận Abdipka tính đến ngày 4 tháng 5 ghi nhận những thành công của Nga trong khu định cư Novo Alexandrovka, Binh sĩ Moscow đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông và đang phát triển thành công về phía trung tâm làng. Đồng thời, họ đã thành công khi phát triển từ khu định cư Solojevo theo hướng Sokol. Lực lượng Nga đã ở ngay vùng ngoại ô phía đông. Các nhóm xung kích tiên phong bắt đầu tiến vào làng. Cuộc tấn công của Nesanovo cũng tiếp tục theo hướng ngoại ô ở phía tây của ngôi làng. Ngoài ra, các biện pháp ổn định đang được thực hiện ở Arkansas và xung quanh sau khi Nga giành quyền kiểm soát khu định cư này. Bên cạnh đó, một thông tin đáng chú ý là các báo cáo về việc Nga đưa vào danh sách truy nã đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Trung tướng Alexander Pavlyuk và cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Các nhà phân tích cho rằng động thái của Điện Kremlin là một phần trong chiến dịch thông tin Maidan-3 của Nga và những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm mất uy tín của các quan chức ký ép thân phương Tây trong chính phủ hiện tại và trước đây để cô lập Ukraine về mặt ngoại giao. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 4 tháng 5 của ISW Thứ nhất, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tiến công chiến thuật và giành thắng lợi đáng kể ở phía Tây Bắc Abdipka trong khu vực Arkhangelsk vào đêm ngày 3 và ngày 4 tháng 5. Thứ hai, gần đây quân đội Nga đã tiến gần Avdivka và Donetsk, cũng như ở khu vực biên giới của vùng Donetsk và Zaporizhia. Thứ ba, Điện Kremlin tiếp tục chiến dịch tập trung quyền kiểm soát các lực lượng không chính quy của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gọi tắt là DPA tự xưng. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 5 tháng 5, nhờ các hoạt động tích cực, các đơn vị của nhóm chiến đấu Tset đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Ocherezino thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gọi tắt là DPA tự xưng, cải thiện tình hình chiến thuật và đánh bại đội hình của Lữ đoàn Cơ giới 24 và 115 của lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu định cư thuộc Arkhangelskoye và Nogobdoskoye, gọi tắt là DPA. Các báo cáo trước đó cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát phần phía nam Ocheretino khi tấn công dọc theo tuyến đường sắt địa phương. Do cơ sở hạ tầng và vị trí địa lý, Ocheretino đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng thủ của Ukraine trong khu vực, vì khu vực này giúp cung cấp vật tư cho quân đội Kiev. Truyền thông phương Tây cho rằng sau khi chiếm được Ocheretino, Nga có thể cố gắng bao vây quân Ukraine ở các khu vực lân cận của mặt trận. Theo Deepset, một kênh Telegram phân tích của Ukraine, sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ trong khu vực là do một sai lầm trong hoạt động luân chuyển. Kênh này cho rằng lữ đoàn cơ giới 115 của Ukraine đã không giải vây kịp thời cho lữ đoàn 47, khiến một phần mặt trận dễ bị sụp đổ trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, chỉ huy lữ đoàn cơ giới 115 đã phủ nhận thông tin này Bước tiến của Moscow ở Ocherezino dường như đã được xác nhận vào tháng trước khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cờ Nga được kéo lên trên một tòa nhà hành chính trong ngôi làng. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, 8 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc Trung đoàn Tấn công Đường không số 78, cơ dây hóa số 47, bộ binh 142-143, lữ đoàn gia số 68 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi trong ngày 5 tháng 5 tại các khu định cư của Novo Kalinovo. Ocheretino, Slobjevo, Berdychi, Semyonovka và Natalovo thuộc DPA. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 380 quân nhân, một xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, hai xe chiến đấu bộ binh, trong đó có xe Bradley do Mỹ sản xuất, một xe chiến đấu bọc thép và ba xe bán tải. Trong trận phản pháo, pháo tự hành M777 155mm do Mỹ sản xuất và pháo tự hành 155mm bị trúng đạn, tương tự pháo Krab sản xuất tại Ba Lan, pháo hạng nhẹ 105mm M102 sản xuất tại Mỹ. Pháo tự hành D20 152mm, pháo tự hành 122mm Gvodica và pháo tự hành 122mm D30 trong cuộc phỏng vấn với Economist hồi đầu tháng 5, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine Vadim Skibitsky cho biết, ông dự đoán Nga sẽ tiếp tục tấn công ở Donbass, đồng thời lưu ý rằng Kiev đang gặp khó khăn trong việc chống trả do thiếu vũ khí. Ông nói ám chỉ sự chậm trễ của phương Tây trong việc viện trợ quân sự. Họ luôn biết tháng 4 và tháng 5 sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với chúng tôi. Ông cũng cảnh báo chỉ là vấn đề thời gian trước khi cha một thành trì khác của Ukraine ở vùng Donbass thất thủ tương tự áp Deepka trước đây. Cha xốp nằm không xa thành phố Bắc Mất, nơi ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt vào năm ngoái. Ngoại trưởng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 4 cho biết quân đội Moscow đang kiểm soát chặt chẽ thế chủ động trên chiến trường và đẩy lùi dân lực lượng Ukraine. Đầu tháng này, ông ước tính tổn thất của quân đội Ukraine lên tới 111.000 người tính từ đầu năm đến nay. Đó là một buổi tối tháng 5 hoàn hảo, Daria Kapinska và những người bạn của cô ngồi ở góc sân và chơi bài. Gần đó là trường học của họ. Đột nhiên, một tiếng vù lớn làm gián đoạn trò chơi của đám trẻ, âm thanh của tên lửa Grad. Vài giây sau là tiếng pháo nổ. Kapinska, 14 tuổi, nói một cách thản nhiên, hôm nay ồn ào hơn hôm qua. Cách đó 15 km, quân Nga đang tiến lên, vào tháng 2, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát thành phố Avdivka ở miền đông Ukraine. Tháng trước, Nga phát động một cuộc tấn công bất ngờ và tràn vào thị trấn nhỏ Ocheretin, một trung tâm đường sắt. Tuần trước, Nga tiếp tục kiểm soát những ngôi làng lân cận. Tiền tuyến ngày càng tiến gần hơn đến Hrodivka, một cộng đồng từng sống yên bình với 1.500 dân nhưng bây giờ đang trên bờ vực không còn bóng người. Những đứa trẻ chuẩn bị rời đi Lisa Sapovalava, 17 tuổi, nói gia đình cháu đã quyết định vào tuần trước rằng đã đến lúc phải rời đi, chúng cháu đang thu dọn đồ đạc. Hai năm trước, Lisa và bố mẹ đã chuyển đi sau khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Sau đó họ quay lại nhưng lại ra đi, lần này có thể là mãi mãi, đồ đạc của họ sẽ được gửi đi trước. Sapovalava cho biết muốn học tâm lý học ở trường đại học, có thể là ở Kiev. Bạn cùng lớp của Lisa, Maxim Chuprin nói thêm, chúng cháu không vui, tất nhiên là chúng cháu muốn quân đội Ukraine chiếm ưu thế, nhưng cháu là người thực tế. Giống như những người lớn tuổi hơn, các bạn trẻ cũng tham khảo thông tin của Dipset, một ứng dụng tiền tuyến cho thấy những bước tiến trên chiến trường của Nga. Thông tin cho thấy bom của Nga đã đánh trúng hội trường cộng đồng Hrodipka và thổi bay cửa sổ trường học của họ. Ivan Anisimov, 21 tuổi, tự hỏi liệu Nga có thể không tiến thẳng về phía Hrodipka hay không vì địa hình đồi núi dễ phòng thủ hơn. Về lực lượng Nga, Ivan nói, họ nghĩ họ vượt trội hơn, văn hóa của họ tốt hơn. Điều đó không đúng. Chúng tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình. Điện Kremlin nói rằng các tỉnh phía đông Ukraine là một phần của nước Nga lịch sử. Năm 2022, quân Nga kiểm soát phần lớn tỉnh Lugansk. Một trong những mục tiêu quan trọng của Nga trong cuộc xung đột là tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Donetsk. Mục tiêu này dường như là bất khả thi. Tuy nhiên, giờ đây, một loạt thành phố tiền tuyến của Ukraine bất ngờ gặp nguy hiểm khi các đơn vị chiến đấu của Nga tiến công mạnh với sự yểm trợ của các máy bay thả bom lượn sát thương. Các tướng lĩnh của Nga đang sử dụng chiến thuật quân sự cổ điển của Liên Xô từ Thế chiến 2. Họ đang cố gắng bao vây quân đội Ukraine trên nhiều mặt trận. Việc kiểm soát Ocheresin đồng nghĩa với việc Moscow có những lựa chọn thuận lợi hơn. Nga có thể đẩy về phía tây qua Khersonipka tới thành phố Pokrovs, một căn cứ quân sự quan trọng của Ukraine, hoặc lực lượng Nga có thể tiến về phía bắc. Nếu Nga chiếm được thành phố Chasipya, họ có thể đồng thời tiến quân từ phía nam cắt đứt một phần lớn lãnh thổ Ukraine. Hiện tại, lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực bám trụ ở Chasipya, nhiều tháng bị bắn phá đã biến những khu căn hộ nhiều tầng ở đây thành những khối cháy đen trong khi đó Nga đã tới vùng ngoại ô phía đông của thành phố. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Nếu Chasipya thất thủ, Moscow có thể tận dụng vị trí chân cao này để tấn công một loạt thành phố quân sự lân cận của Ukraine. Kosyan Gramatos và Slovians. Đây là nơi sinh sống của hàng chục nghìn dân thường, cũng như là nơi tập kết của nhiều quân nhân Ukraine. Tương lai của vùng Donbass ở miền đông Ukraine dường như ngày càng ảm đạm. Phó Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine Vadim Skibitsky đồng tình với quan điểm rằng việc Moscow kiểm soát Yar chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông Skibitsky cho biết, về mặt quân sự, thị trấn vẫn là một trong những chốt phòng thủ quan trọng, tăng cường hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật cho các lực lượng chiến đấu Ukraine đang hoạt động trong khu vực này. Quan chức tình báo Nga nói thêm, vấn đề quan trọng giờ đây là Nga có thể sẽ biến xung đột tại khu vực này thành một chuỗi các hành động tấn công và gây áp lực liên tiếp sự sụp đổ của một trong những lớp phòng thủ của Ukraine như hệ thống hậu cần sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hàng phòng thủ chung nơi tiền tuyến. Về mặt chính trị, về quân đội Nga kiểm soát được Chasipya, nơi từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một pháo đài bất khả xâm phạm, sẽ dáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào tinh thần quân đội Kiev chuyên gia quân sự Oleg Glazunov, phó giáo sư ngành phân tích chính trị và tâm lý xã hội thuộc Đại học Kinh tế Nga Plekhanov nhận định, việc Ukraine thất thủ tại Chasopya cũng giống như trong trận chiến Kurs thời Thế chiến II. Cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục, nhưng quân đội Ukraine sẽ phải rút lui và chịu thất bại tại khu vực Donbass. Đó là lý do sự sụp đổ của Chasipya sẽ là một bước ngoặt của cuộc xung đột. Tại một trại huấn luyện trong rừng, Trung úy Andriy Todorov lý giải những thất bại gần đây của Ukraine. Ông cho biết, lữ đoàn Tubit của ông, một phần của lực lượng vệ binh quốc gia, từng khai hỏa hệ thống M933A1 120mm của Mỹ. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2023, số đạn pháo đã hết và không được cung cấp thêm. Ông Todorov nói, chúng tôi giữ lại ba chiếc cho một mục tiêu đặc biệt. Lính của tôi không nhận được thêm đạn dược Mỹ nữa. Tôi hy vọng chúng tôi vẫn nhận được một số đạn dược. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giữ vị trí của mình và giữ phòng tuyến. Sự chậm trễ kéo dài 6 tháng trong việc viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine do mâu thuẫn trong nội bộ Mỹ đã khiến Ukraine phải trả giá đắt. Tình huống đó đã cho phép Nga giành lại thế chủ động chiến lược sau thất bại trong cuộc phản công của Kiev vào mùa hè năm ngoái. Những lô hàng viện trợ quân sự mới đầu tiên của Mỹ đã đến Ukraine như một phần của gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ. Chúng bao gồm đạn pháo và tên lửa tầm xa, nhưng sẽ phải mất vài tuần để các vũ khí và trang thiết bị có thể đến được tiền tuyến với số lượng lớn. Vladimir Cheniak, một chỉ huy của lực lượng vệ binh quốc gia nói, Nga đang di chuyển khá chậm, nhưng họ vẫn đang di chuyển. Đó là một vấn đề. Cheniak cho biết, binh lính của ông sẽ có thể bảo vệ thành công các vị trí nếu các quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine đầy đủ đạn dược và máy bay chiến đấu F-16, cùng với các hệ thống phòng không có thể bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga. Chỉ huy Ukraine nói thêm, không có chúng, chúng tôi phải chiến đấu với tên lửa của họ bằng bộ binh của mình, đó là một điều vô nghĩa. Một quan chức an ninh ở Kiev tuần trước cho biết tình hình rất khó khăn nhưng không đến mức thảm khốc. Theo Cheniak, quân đội Nga đã thích nghi sau thất bại trong việc kiểm soát Kiev hồi năm 2022 nên ta đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái. Nga hiện có số máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất nhiều hơn hai hoặc ba lần, chúng bay liên tục kể cả vào ban đêm. Ông nói điều đó có nghĩa là việc tiếp viện cho các vị trí ở tiền tuyến và luân chuyển quân trở nên khó khăn hơn. Nga cũng sẵn sàng triển khai số lượng lớn binh lính và xe bọc thép trong những cuộc tấn công tốn kém. Vào tháng 3, sau khi mất Abdipka, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng 1.900 công sự phòng thủ đang được xây dựng trên khắp đất nước. Tuy nhiên, tại Australia các lữ đoàn Nga đã vượt qua các tuyến phòng thủ mới này cheniac cho biết binh sĩ của ông có kỹ năng đặt bãi mìn nhưng quân đội ukraine thiếu các đơn vị công binh chuyên dụng như của nga để xây dựng các bong ke và chiến hào nhanh chóng sau mỗi km tiến quân chúng tôi không có đủ người để làm việc này ông nói một sĩ quan vệ binh quốc gia khác của ukraine là thiếu tướng maxim Tadan chỉ ra rằng nga không tự mình chiến đấu mà có các nước khác hỗ trợ về tên lửa đạn đạo phụ tùng kỹ thuật và máy bay không người lái tự sát ông nói Đúng, chúng ta sẽ thắng cuộc chiến này, nhưng điều đó phụ thuộc vào phương Tây. Còn riêng chúng ta, chúng ta sẽ phải mất 100 năm để làm được điều đó. Một số nhà quan sát tin rằng triển vọng của Ukraine sáng sủa hơn những gì thể hiện trên thực tế. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagodonyuk cho biết, tôi không nghĩ tỉnh Donetsk đã mất, điều đó còn phụ thuộc vào thời điểm thiết bị được chuyển đến. Nếu chúng tôi nhận được loại đạn này, chúng tôi chắc chắn có thể ngăn chặn Nga và gây tổn hại đáng kể đến năng lực của họ.